cho mình cùng nhau vào phần thực hành luôn. Đó là ta đi ví dụ số 1. Ví dụ số 1 cho dạng số 1 là có nội dung như sau. Rút gọn các biểu thức sau. Biểu thức thứ nhất đề bài đưa ra đó là gì ạ? Biểu thức A của mình là bằng trị tuyệt đối của x trừ 1 cộng 2x trừ 3. Vậy để rút gọn được biểu thức A, đúng không ạ? Hay còn gọi là thu gọn đấy, thì ta phải bỏ được dấu giá trị tuyệt đối. Vâng, mà để bỏ được trị tuyệt đối ta phải xét mấy trường hợp các con nhỉ? À, phải xét đủ hai trường hợp. Đó là gì nhỉ? À, biểu thức trong trị tuyệt đối của mình là x trừ 1. Vậy ta phải xét đủ hai trường hợp đó là gì? X trừ 1 lớn hơn hoặc bằng 0. Và trường hợp thứ hai là x trừ 1 bé hơn 0. Ok chưa nào? Vâng, cô cho mình cùng nhau ghi lại ý A của nó. À, đề bài. Câu A. Biểu thức A của mình bằng bằng gì các bạn? À, trị tuyệt đối của x trừ 1. Được chưa các bạn nhỉ? À, cộng với 2x trừ đi. À, trừ đi 3. Vâng, trước hết là ta phải bỏ cái trị tuyệt đối đã. Sau đó ta mới thu gọn được. Đúng không nào? Vâng, ta đi có. Ta có gì các bạn nhỉ? À, ta có trị tuyệt đối của x trừ 1 bằng gì? À, trị